con gái MC Quyền Linh diện váy xẻ tà, khoe chân dài nuột nà tại thảm đỏ. Xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải cánh diều vàng 2023 cùng bố mẹ, hai con gái của MC Quyền Linh chiếm trọn sự chú ý với nhan sắc nổi bật. Tham dự lễ trao giải cánh diều vàng 2023, MC Quyền Linh cùng bà xã và hai cô con gái lọ lem, hạt dẻ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ quan khách. Hai cô gái diện đầm trắng cùng tông màu với bộ trang phục của mẹ, tự tin bước lên thảm đỏ của sự kiện. Trong khi cô chị lọ lem diện đầm đuôi cá trễ vai được cắt xẻ khéo léo ở phần tà váy để khoe những đường cong gợi cảm và đôi chân nuột nà thì cô em hạt dẻ lại ngọt ngào với đầm cúp ngực có phần chân váy xuyên thấu. Chiều cao nổi bật cùng vẻ đẹp trong trẻo của hai ái nữ nhà Quyền Linh khiến họ tỏa sáng ở mọi khung hình. Dù ít khi tham gia các sự kiện của làng giải trí, cũng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng chị em lọ lem và hạt dẻ vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Thậm chí, nhiều người còn hài hước nhận định hai cô con gái đã chiếm hết spotlight của ông bố, bà mẹ nổi tiếng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.